Chào mừng tất cả 500 anh em đã quay trở lại với channel của Hà Nội Computer và lại là mình Nami đây. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ có một người bạn đồng hành, đó chính là chú rồng MSI này. Còn nhân vật chính của chúng ta review ngày hôm nay, vâng, ở ngay phía bên tay phải của mình thôi, đây chính là chiếc card RTX 3090 Gaming X Trio mới nhất mà mình đang có trên tay này. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chỉ đi vào review chi tiết về phần thiết kế cũng như là xung nhịp và nhiệt độ. Còn về cái hiệu năng của em nó như thế nào thì anh em có thể xem ở cái link video mình có để trên này nhé. Bởi vì trong video đó thì Vinh cũng đã giới thiệu hết cho em về tất cả sức mạnh, vì chúng mình cũng đã thử qua rất nhiều những cái tựa game khác nhau, từ độ phân giải là 2K cho tới 4K. Và nếu như anh em nào chưa xem thì mình xin phép được túm gọn một chút về hiệu năng của 3090, đó chính là 3090 thì sẽ dành cho 4K gaming, còn 3080 thì sẽ dành cho 2K gaming. Như vậy thì sẽ tiết kiệm cho anh em hơn rất là nhiều đấy. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi đến phần chi tiết nhé. Tại thời điểm mà mình đang quay video này thì vẫn chưa có giá bán chính xác của chiếc 3090 Trio này. Nhưng em nói là một trong những phiên bản tốt nhất tới từ nhà MSI thì mình nghĩ rằng là giá cũng sẽ tiệm cận hoặc có thể là hơn 50 triệu đồng. Và với cái mức giá này thì chắc chắn là không phải ai cũng có thể sở hữu em nó được, phải không nào? Và đặc biệt hơn nữa thì đây cũng là dòng Gaming X Trio, là một trong những cái dòng sản phẩm RTX 3090 cao cấp nhất đến từ nhà MSI nữa. Ngoài phiên bản Gaming X Trio dành cho các bạn muốn cái gì tốt nhất và đỉnh nhất thì MSI cũng có thêm các mẫu Ventus giá mềm hơn một chút. Thế nhưng mà theo mình đã mua đến cái tầm này rồi thì có lẽ là chúng ta quan trọng nhất là được sở hữu những gì mạnh nhất và tinh túy nhất, chứ không còn băn khoăn về giá thành cho lắm. Nhìn chung thì về thiết kế tổng thể, MSI RTX 3090 Gaming X Trio thì không quá khác biệt so với phiên bản 3080, ngoại trừ việc ở đây sẽ là dài hơn khoảng 1cm. Về phía mình thì thấy thiết kế này thực sự là đẹp hơn thiết kế của RTX 2000 cũ, bởi vì hệ thống 3 quạt ở đây thì đã được làm kích cỡ đều nhau thay vì là dạng mắt nổ mắt xịt, nhìn hơi mất thẩm mỹ. Ngoài ra thì tông màu vẫn giữ nguyên là đen xám để phù hợp với các loại mainboard và đèn LED khác nhau mà không sợ lệch tông. Nếu MSI có làm phiên bản đặc biệt thì mình nghĩ là tông màu trắng toàn bộ hoặc là đỉnh cao hơn thì là dùng màu đồng sẽ gây được sự chú ý nhiều hơn đấy. Tuy là đã được cải tiến về tổng thể thiết kế, thế nhưng mà đèn LED ở đây có lẽ là điểm cải lùi của Gaming X Trio năm nay, vì thực sự thì mình thấy nó không sáng đều và đẹp như bản trước. Ngoài ra thì không hiểu sao MSI lại cho ba vạch kiểu như mèo cào ở phía trước card như thế này, khi mà chúng ta thì không thể nhìn thấy nó lúc lắp ngang, lắp dọc thì lại chẳng thể nổi bật cho lắm. Nhưng mà dù sao, so sánh với những mẫu 3090 mà mình đã nhận như là Gigabyte Eagle, Asus TUF thì Gaming X Trio này vẫn có LED đẹp nhất các bạn ạ. Ở phiên bản 3080 Gaming X Trio thì backplate chỉ được là bằng nhựa nên là nhìn hơi tều một tí. Còn 3090 này thì đã được nâng cấp lên backplate cực xịn các bạn ạ. Không chỉ đơn giản là bằng kim loại mà backplate này còn được gắn hai ống đồng dẫn nhiệt chính từ khu vực VRAM để tản nhiệt. Và năm nay thì NVIDIA đã sử dụng tới 24GB bộ nhớ nên là chip nhớ sẽ phải hàn ra mặt sau. Vì vậy việc trang bị ống đồng này của MSI là chính xác để giảm nhiệt lượng tỏa ra không chỉ từ RAM mà còn từ VRM nữa. Do mức TDP của 3090 Gaming X Trio được đẩy lên là 370W, cao hơn 20W so với phiên bản tiêu chuẩn của NVIDIA, nên là các cổng cấp nguồn cũng cực căng khi mà sử dụng tới 3 đầu 8 pin. 3 đầu này thì sẽ kết hợp cho chúng ta tổng công suất điện tối đa được cấp là 525W. Vì vậy nếu như các bạn sở hữu 3090 Gaming X nói riêng hay là 3090 nói chung thì hãy tối thiểu sắm cho mình một bộ nguồn là 850W hoặc cao hơn là 1000W để có thể yên tâm sử dụng. Và ngoài việc tăng lượng điện năng cung cấp thì 3090 Gaming X Trio cũng có bộ tản cực kỳ đồ sộ với độ dày là 2,9 slot. Năm nay nói chung thì 3080 hay 3090, anh em mà gắn vào cây thì mặc định là sẽ bị chảy xệ xuống. Nhưng mà MSI thì lại chu đáo hơn cả khi mà tặng kèm thêm cả giá đỡ cạt. Dù đây chỉ là miếng thép sơn đen thôi nhưng mà tạo cho mình sự an tâm hơn rất nhiều khi mà gắn nó vào cây. Và bây giờ thì mình sẽ thử tháo chiếc cạt ra xem là em nó có khó khăn gì trong cái việc tháo lắp không nhé. Việc tháo cạt ra không có gì khó khi mà các bạn chỉ việc mở hơn chục con ốc phía sau cạt. Bên trong là bo mạch chính với độ dài ngang với cạt luôn, chứ không phải là cái loại bo ngắn để thổi gió ra sau cạt như là phong trào năm nay. Với thiết kế như vậy thì điểm lợi là bo mạch nhìn rất sạch sẽ thay vì dồn hết linh kiện chi chít. Nhưng mà điểm trừ là khí nóng sẽ phả thẳng vào mainboard cũng như là khu vực xung quanh cạt. Còn riêng bản thân mình thì mình thích kiểu này hơn, vì dù gì một bo mạch chủ thông thoáng cũng cho chúng ta cái nhìn thiện cảm hơn và có thể là an toàn hơn rất nhiều. 3090 Gaming X Trio thì sử dụng 18 phray điện chia ra hai bên để cấp nguồn cho GPU, cao hơn 2 phray so với 3080 Trio.
và với lượng tiêu thụ điện dồi dào như vậy thì tải nhiệt của Gaming X-Trio thì cũng phải tương xứng. Chúng ta có thể thấy ở đây là 7 ống đồng được áp trực tiếp vào GPU và từ đó thì share nhiệt ra cho hai bên. Với thiết kế như thế này thì mức nhiệt độ hoạt động sẽ rơi vào khoảng là 80 độ C khi mà đặt trong lòng cây Smith Tower đóng kín. Đây là mức nhiệt chưa thể gọi là mát nhưng cũng không phải là nóng và hoàn toàn an toàn cho cả. Một phần lý do này cũng bởi MSI đã thiết lập tốc độ quạt chỉ khoảng là 1.400 vòng trên phút để ưu tiên giảm tiếng ồn thay vì là ép tăng tốc quạt để giảm nhiệt độ. Về hiệu năng tổng thì mức xung mình đo được của RTX 3090 Gaming X-Trio tối đa sẽ là 2.110 MHz và trung bình thì là khoảng 1.850 MHz. Mức này sẽ tương đương với việc hiệu năng sẽ cao hơn vài phần trăm so với xung tiêu chuẩn từ NVIDIA và cũng cao hơn khá nhiều so với các bản 3090 khác thuộc phân khúc rẻ. Mình cũng có thử ép xung bằng phần mềm MSI Afterburner nhưng mà kết quả thu được thì không khả quan cho lắm khi mà chỉ tăng được khoảng 50MHz xung nhân và 100MHz xung RAM, kéo hiệu năng tăng thêm khoảng 1% nữa mà thôi. Nếu như bạn là fan của đội đỏ hay đơn giản là muốn sở hữu một chiếc RTX 3090 tốt nhất tại thời điểm hiện tại thì mình nghĩ rằng là chiếc MSI RTX 3090 Gaming X-Trio này sẽ rất phù hợp. Bởi vì một phần lý do là những cái bản của Strix hay là Gigabyte Aorus vẫn chưa có hàng tại thời điểm mà mình đang quay video này. Bên cạnh đó thì TUF hay là Gigo OC thì cũng chỉ là những cái phiên bản phổ thông thôi và mức xung của các bạn đấy thì không có quá cao gì đặc biệt so với bạn này. Và bản thân mình ở đây thì mình thấy rằng là MSI đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình trong chiếc Gaming X-Trio này. Nhưng mà nếu như bạn nào đang hỏi mình là đây có phải là chiếc 3090 tốt nhất hay không thì chắc hẳn câu trả lời của mình sẽ là phải chờ đến khi mà mình có đủ trên tay các cái phiên bản đỉnh cao khác như là Aorus Extreme hay là Asus Strix, thì khi đó so sánh tất cả các bạn với nhau mình mới lựa chọn đâu là những chiếc card 3090 tốt nhất. Còn bây giờ thì video của mình đến đây cũng đã hết rồi. Nếu như các bạn có những ý kiến đánh giá gì thì hãy cùng comment xuống phía bên dưới. Và tới đây thì cũng đừng quên để lại một like, một share cũng như là subscribe kênh và nhấn quả chuông thông báo phía bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ những video tiếp theo của mình nhé. Bây giờ thì Nami xin phép xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye!